Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nga xâm lược Ukraine, 5 kịch bản kết thúc chiến tranh có thể xảy ra. Tin tức từ chiến trường, nền ngoại giao bị tắt tiếng súng, sự thấu khổ của những người dân bị mất nhà, mất cửa và tất cả đã qua và choáng ngợp khắp nơi trên thế giới. Vì thế, chúng ta hãy chậm rãi nhìn lại trong chốc lát và nhìn nhận cuộc xung đột Ukraine có thể diễn tiếp theo như thế nào. Nhà báo James có bài phân tích, bình luận đưa ra 5 kịch bản kết thúc chiến tranh có thể xảy ra như sau. Thứ nhất là cuộc chiến ngắn ngày. Theo kịch bản này thì Nga sẽ tiếp tục leo thang quân sự, xuất hiện thêm cuộc pháo kích bằng rocket và tên lửa bừa bãi. Không quân Nga vốn có vai trò không nổi trội lắm cho đến nay sẽ tiến hành những cuộc pháo kích hết sức hủy diệt. Đây là hình ảnh, khung cảnh tan hoang tại quảng trường trung tâm thành phố Kharkov vào ngày 11 tháng 3 sau cuộc pháo kích của Nga. Những cuộc tấn công mạng quy mô lớn càn quét qua Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng. Hệ thống cung cấp năng lượng và mạng lưới viễn thông bị cắt đứt. Hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng, mặc dù kháng cự kiên cường nhưng Kiev bị thất thủ trong thời gian tính chỉ theo ngày. Một chính quyền bù nhìn thân Nga được lập lên tại Ukraine. Tổng thống Zelensky bị ám sát hoặc bỏ trốn đến miền Tây Ukraine hoặc ra nước ngoài lập lên chính phủ lưu vong. Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng và rút đi một số lực lượng, chỉ duy trì đủ lực lượng để kiểm soát. Hàng ngàn người tị nạn tiếp tục rời bỏ đất nước và con số có thể lên đến hàng triệu. Ukraine cùng Belarus trở thành những nhà nước chư hầu của Moscow. Kết cục này không phải là không thể xảy ra, nhưng còn phụ thuộc vào một số nhân tố như lực lượng Nga mạnh lên, Nga huy động thêm lực lượng và tinh thần chiến đấu ngoan cường của phía Ukraine bị suy giảm. Tổng thống Nga Putin có thể đạt được mục tiêu thay đổi chế độ của Kiev và đặt dấu chấm hết cho sự hòa nhập với phương Tây của Ukraine. Thế nhưng, bất kỳ chính phủ thân Nga nào cũng sẽ không chính danh và dễ có nguy cơ bị lật đổ. Và kết cục như thế này sẽ là không vội bền vững và khả năng cao sẽ xảy ra cuộc xung đột. Giải pháp thứ hai có thể là cuộc chiến dài hơi. Cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài, có thể lực lượng Nga sẽ bị sa lầy, gặp khó khăn vì khâu hậu cần, thiếu hiệu quả và tinh thần xuống dốc cùng năng lực lãnh đạo yếu kém. Có lẽ lực lượng Nga cần thêm thời gian để đảm bảo vị thế tại thủ đô Kiev, nơi có các chiến binh phòng vệ chiến đấu ở mọi nơi, sự vây hãm kéo dài. Đây là hình ảnh lực lượng tình nguyện Ukraine. Cuộc giao tranh cũng làm gợi nhớ đến những cuộc chiến kéo dài và tàn bạo của Nga vào năm 1990 nhằm đánh chiếm và phá hủy phần lớn Grozny, thủ phủ của Chechnya. Và thậm chí, khu vực lực lượng Nga đã có thể hiện diện một số thành phố của Ukraine thì có lẽ họ phải chật vật để duy trì thể chế kiểm soát. Có lẽ Nga cũng không thể cung cấp đủ binh sĩ cho một quốc gia rộng lớn như vậy. Lực lượng phòng vệ Ukraine chuyển sang nổi dậy hiệu quả, tinh thần dâng cao và được dân chúng hậu thuẫn. Phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược và sau đó có lẽ sau nhiều năm, có lẽ một thế hệ lãnh đạo mới ở Moscow, lực lượng Nga cuối cùng rời khỏi Ukraine trong thế thua cuộc và đổ máu như những cuộc tiền nhiệm đã rời khỏi Afghanistan vào năm 1989 sau một thập kỷ chiến đấu chống lực lượng nổi dậy theo đạo Hồi. Kịch bản thứ ba là chiến tranh lan ra châu Âu. Cuộc chiến này có thể lan ra khỏi biên giới của Ukraine hay không? Tổng thống Putin có thể tìm cách giành thêm một số phần khác như gửi quân đến các quốc gia Cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ như Moldova và Georgia. Nó cũng không thuộc NATO hoặc cũng có tính toán sai lầm và leo thang. Ông Putin có thể tuyên bố cung cấp vũ khí đến cho lực lượng Ukraine, một hành động đàn áp có thể gây nên sự đáp trả. Putin cũng có thể đe dọa gửi quân đến các quốc gia vùng Baltic là thành viên của NATO như Lithuania để lập lên một hành lang trên đất liền với thành phố biển Kaliningrad tách biệt của Nga. Kịch bản này sẽ là một cuộc chiến đầy rủi ro và vô cùng nguy hiểm với NATO. Theo điều số 5 trong hiến chương của NATO thì một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên của liên minh quân sự này chính là một cuộc tấn công đối với toàn bộ khối NATO. Đây là hình ảnh tòa thị chính ở thành phố Kharkov vào hôm 1 tháng 3. Thế nhưng Putin có thể chấp nhận rủi ro
nếu ông ấy cảm thấy đây là cách duy nhất để cứu vãn vị thế lãnh đạo của mình. Nếu như vậy thì ông ta có thể khiến tình hình leo thang hơn khi phải đối mặt với khả năng bại trận tại Ukraine. Chúng ta cũng hiện biết rằng các nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng phá vỡ những nguyên tắc quốc tế bấy lâu nay. Logic tương tự cũng có thể được áp dụng đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuần này, ông Putin đã ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân vào mức cảnh báo cao. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng điều này có nghĩa là việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là có thể hoặc một nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra. Nhưng đó là một cảnh báo rằng học thuyết của Nga cho phép việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược trên chiến trường, hoặc là giải pháp thứ tư là giải pháp hạt nhân. Mặc cho tất cả có thể đạt được một giải pháp ngoại giao khả dĩ hay không, súng đã nổ nhưng con đường đối thoại vẫn còn rộng mở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói, chắc chắn đối thoại sẽ tiếp diễn. Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm với ông Putin. Các nhà ngoại giao cho rằng những đề nghị không chính thức đã được chuyển tới Moscow. Và thật ngạc nhiên khi giới chức Nga và Ukraine đã có các cuộc đàm phán ở biên giới Ukraine với Belarus, họ đã có thể không đạt tiến triển nào. Nhưng thông qua việc đồng thuận đàm phán, Putin dường như đã chấp thuận một khả năng ngừng bán thông qua thương lượng. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Và câu hỏi chính là liệu phương Tây có thể đưa ra cái điều mà các nhà ngoại giao gọi là ngã rẽ hay không? Các nhà ngoại giao nói rằng điều quan trọng là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin biết là cần phải làm gì để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm có thể đạt được một thỏa thuận, giữ được thể diện ở mức tối thiểu. Hãy xem xét kịch bản này, chiến tranh cũng không tốt đẹp gì cho Nga. Các lệnh trừng phạt cũng khiến cho Moscow bất ổn. Phe đối lập thì thêm lợi thế khi số lượng thương vong ngày càng tăng. Putin tự hỏi liệu có đang làm điều vượt quá sức của mình hay không. Ông ta đánh giá cuộc chiến kéo dài có thể gây rủi ro cho vị thế cầm quyền hơn là kết thúc trong tủi nhục. Việc Trung Quốc can thiệp gây nên áp lực hòa giải cho Moscow và Trung Quốc có thể cảnh báo sẽ không mua dầu và khí đốt của Nga nếu nước này không giảm leo thang căng thẳng. Vì vậy, Putin bắt đầu tìm một lối thoát mới. Trong khi đó, chính quyền Ukraine xem xét việc quốc gia bị tàn phá và kết luận rằng một sự hòa giải chính trị có thể tốt hơn là tiếp tục tổn thất nhân mạng. Vì thế, các nhà ngoại giao tham gia và đạt được một thỏa thuận, Ukraine thì chấp nhận việc Nga tuyên bố chủ quyền tại Crimea và một số phần của Donbass. Đối ngược lại, Putin chấp nhận nền độc lập của Ukraine và quyền của quốc gia này có mối quan hệ sâu sắc hơn nữa với châu Âu. Điều này có thể dường như không khả thi. Nhưng một kịch bản trỗi lên từ đống tàn tích của cuộc xung đột đẫm máu không phải là không có khả năng xảy ra. Đó là phương án thứ 5, Putin bị lật đổ. Và còn về chính Vladimir Putin thì sao? Khi tiến hành cuộc xâm lược thì ông ta đã tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ kết cục nào. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với kết cục ông ấy mất quyền lực? Điều này có thể khó mà nghĩ ra được. Thế giới đã thay đổi trong những ngày gần đây và điều này đã được suy tính đến. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giáo sư Lawrence từ Đại học tại London thì biết rằng hiện nay có khả năng sẽ có sự thay đổi chế độ tại Moscow cũng như tại Kiev. Và tại sao ông ấy có thể nói điều này? Có lẽ Putin theo đuổi một cuộc chiến tàn khốc. Hàng ngàn binh sĩ Nga đã bỏ mạng. Nga thì thấm đòn từ các lệnh trừng phạt. Putin thì bị mất đi sự ủng hộ của công chúng, có lẽ có nguy cơ về một cuộc cách mạng quần chúng. Ông ấy sử dụng lực lượng an ninh nội bộ để đàn áp phe đối lập. Điều này khiến cho thành viên cấp cao trong giới chính trị, kinh tế và quân sự của Nga cảm thấy chua chát và nổi dậy. Phương Tây nói rõ là Putin phải bị lật đổ và bị thay thế bằng một lãnh đạo ôn hòa hơn. Sau đó thì Nga sẽ được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các mối quan hệ ngoại giao được phục hồi. Và đã xảy ra cuộc lật đổ đẫm máu ở Điện Kremlin và Putin thất bại. Một lần nữa, khi lúc này kịch bản này dường như khó xảy ra, nhưng không phải là không thể xảy ra nếu mà những người hưởng lợi từ Putin không còn tin rằng ông ta có thể bảo vệ được lợi ích của họ. Và cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng những kịch bản ở trên không mang tính loại trừ lẫn nhau, một số có thể kết hợp lại tạo ra kết cục khác nhau. Tuy nhiên,
Khi cuộc xung đột diễn ra thì thế giới đã thay đổi và sẽ không quay trở lại hiện trạng như trước. Mối quan hệ giữa Nga và thế giới bên ngoài sẽ khác biệt. Thái độ của châu Âu đối với an ninh sẽ có bước thay đổi rất lớn. Và đối với những người theo chủ nghĩa tự do thì một trật tự thế giới dựa trên luật pháp có lẽ đã trở lại và như ý nghĩa vốn có lúc ban đầu của nó. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam biện minh về phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc đòi ngừng cuộc chiến ở Ukraine. Hôm 3 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về việc nước này đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết tại phiên họp đặc biệt Hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo rằng quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine, theo báo chí Việt Nam chia sẻ. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Hằng cũng nhận xét rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán, đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính chất lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Bà Hằng đã nói như vậy. Các thành viên của Liên Hợp Quốc biểu quyết về nghị quyết liên quan đến Ukraine trong một cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng đã tổ chức kỳ họp khẩn cấp này về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga phải ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Đã có tới 141 trên tổng số 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cho rằng Việt Nam đã hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay tại Ukraine và kêu gọi kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong và tổn thất. Ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời, đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong phiên họp đặc biệt về Ukraine vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đây là hình ảnh Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng học tập ở châu Âu và đang theo dõi tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, đã nêu nhận định của mình với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của Việt Nam như sau. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam phải xử lý như vậy thôi, bởi vì quan hệ giữa Việt Nam và Nga rất sâu sắc. Từ truyền thống cho đến hiện nay, Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cho nên, trong tình huống như thế này thì họ cũng thông cảm và đành phải bỏ phiếu như vậy. Nhưng tuyên bố của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là rất tích cực. Vào hôm 2 tháng 3, ngay sau Việt Nam khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia, bày tỏ sự thất vọng trên Facebook của bà như sau. Trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Cảm thông trước sự thất vọng của nhà ngoại giao Ukraine, ông Trần Tuấn Lộc ở Thành phố Hồ Chí Minh viết rằng, đúng là thất vọng. Dù ngay từ đầu tôi đã chắc chắn đến 95% họ sẽ bỏ phiếu trắng, nhưng sau bài phát biểu có ngụ ý lên án Nga của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tôi cũng hy vọng là họ sẽ bỏ phiếu lên án Nga. Nhưng họ đã không thay đổi cách tư duy vì lợi ích mà bỏ qua công lý và đạo lý. Nghị quyết này của Liên Hợp Quốc đã được thông qua, dù không có tính ràng buộc, nhưng sẽ đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy nước Nga bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ
một trong các quốc gia đề xuất nghị quyết này lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine. Đây là hình ảnh một thiết giáp bị phá hủy trên đường phố của thành phố Bukha thuộc vùng Kiev vào ngày 1 tháng 3. Trong một tuyên bố vào tối ngày 2 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tấn công vào chính nền tảng của hòa bình và an ninh và trật tự toàn cầu và vào mọi thứ mà Liên Hợp Quốc đại diện cho họ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bỏ phiếu trắng hôm 2 tháng 3 vẫn có bài phát biểu mang tính biện bạch về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc cho biết. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại và đàm phán. Ông Trương Quân nói rằng Liên Hợp Quốc và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, để an ninh phổ biến các bên làm trọng và phát huy vai trò chính diện cho việc làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao. Còn đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily thì nói với các phóng viên rằng chúng tôi không thấy bị cô lập. Lập trường của Moscow là hoạt động quân sự của Nga là để bảo vệ cư dân ở các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nga cho rằng mình đang tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm nước uống và khí đốt cho hàng triệu người dân và dường như đang chuẩn bị gia tăng mức độ tàn bạo của chiến dịch chống lại Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda đã nói trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là một khoảnh khắc vô cùng khác thường, bà Thomas đã nói rằng bây giờ hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử, gần đây Liên Hợp Quốc đang bị thách thức, bà nói và đưa ra lời kêu gọi hãy biểu quyết ủng hộ nếu quý vị tin rằng các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả quốc gia của các quý vị, có quyền đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hãy biểu quyết đồng ý nếu bạn tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Đây là hình ảnh hàng trăm giường ngủ được bố trí ở thị trấn biên giới dọc Ba Lan vào ngày 1 tháng 3 để đón tiếp người tị nạn Ukraine. Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia trên thế giới, Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi các cuộc tấn công của Nga và Ukraine là xâm lược mà chỉ bày tỏ lập trường chung chung đối với các hoạt động quân sự đang bị cả thế giới lên án do ông Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tại Ukraine, đem đến cái chết cho hàng nghìn người dân vô tội tại đây. Và sự việc không dừng lại, vẫn hàng ngày, hàng giờ họ bị đánh bom, nã pháo. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Natalia nói bà hiểu Việt Nam muốn giữ thế trung lập nhưng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy. Bà Natalia kêu gọi Việt Nam hãy nên đích danh kẻ xâm lược không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Tại Washington, trả lời câu hỏi của Đại tướng Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, người phát ngôn của Nhà Trắng ông Jen Paskin nói Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia là những nước chưa lên án hành động của Nga thay đổi đường hướng của mình. Phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia thành viên. Trong đó, bài phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 1 tháng 3 đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục từ chủ tọa, trong khi hầu hết các nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường khi bài phát biểu trực tiếp của Ngoại trưởng Nga ông Lavrov vừa mới bắt đầu được phát lên. Tại phiên họp này, đại diện của Đức cũng đề cập đến một kỷ nguyên mới và một thực tế mới. Đó là Tổng thống Vladimir Putin đã buộc tất cả các quốc gia trên thế giới phải đưa ra quyết định cương quyết và chọn phe. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh của Ukraine. Chúng ta phải có hành động có trách nhiệm và đoàn kết vì hòa bình, nữ ngoại trưởng của Đức Baerbock đã nói như vậy. Và lúc này tất cả chúng ta phải lựa chọn giữa hòa bình và xâm lược, giữa công lý và ý chí của kẻ mạnh, giữa hành động và nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó, đại diện của Cuba nói chính phủ nước ông bảo vệ luật pháp quốc tế nhưng lưu ý rằng sẽ là bất khả thi trong việc phân tích một cách chặt chẽ và trung thực tình hình ở Ukraine mà không xem xét các yếu tố dẫn đến việc sử dụng vũ lực.
và việc quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đến các biên giới của Liên bang Nga đã dẫn đến một kịch bản khó lường vốn có thể tránh được. Những chuyển động đó trong những tháng gần đây bao gồm cả việc chuyển giao vũ khí vào Ukraine, tương đương với một động thái gọng kìm quân sự và thật sai lầm khi phớt lờ yêu cầu của Liên bang Nga về những đảm bảo an ninh. Đại diện của Cuba đã nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc NATO lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng sau khi Nga tấn công Ukraine. Triều Tiên, một quốc gia cộng sản bị cô lập, thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tại Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Hoa Kỳ và phương Tây vốn tự cao tự đại và tùy tiện đối với các nước khác. Đại sứ Kim Jong của Triều Tiên nhắc lại việc Mỹ và phương Tây vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Afghanistan và Libya với lý do hòa bình và an ninh quốc tế và nói rằng thật là lố bịch khi các nước này đề cập đến việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình huống của Ukraine. Và cuộc chiến, một bên là thể chế dân chủ và tự do, một bên là các thế lực độc tài vẫn không ngừng và chưa biết hồi nào chấm dứt.